trong tâm thư là họ đề cao nghệ sĩ, nâng cao chúng tôi lên, nhưng thực tế là gì? Họ nói rằng không có làm, không có lương, các anh không làm thì anh phải chịu, các anh tự đem việc về mà làm. Tiếp theo là gì? Dồn 3 phòng đạo diễn quay phim và biên kịch vào một cái diện tích 20m2. Chúng tôi không hiểu là anh ta làm gì, tưởng anh ta sửa sang, thì cuối cùng là anh ta lấy một cái phòng quay phim để cho một ông bán phở thuê. Lấy cái phòng biên kịch, trước đấy thì là điện sập sệ thứ không sửa, để phòng biên kịch bắn đi, thì họ cho chân gà nướng thuê. Khi chúng tôi ở đấy thì thấy là cái nhân viên của chân gà nướng mặc cái áo màu nâu có chữ vàng, chân gà nướng phóng vút qua trong hãng này. Và mà tôi chặn lại bảo, thế nào bọn em làm gì đấy? Không không, cái này anh hỏi sếp em không biết. Và phóng vút mang tất cả các thứ vật tư gì đó vào. Và khi mà và chúng tôi phản ứng dữ dội và có sự thăm đồng sự bảo vệ của báo chí, thì nó dự án ngừng lại. Và bây giờ ông ta nói là chúng tôi sẽ thế nọ thế kia. Cái sự xúc phạm tiếp theo là gì? Họ nói với biên kịch rằng thôi cứ ở nhà, đến cái hãng này làm cái gì nó tốn điện, cứ ở nhà, nào gọi thì đến. Đấy là một cái sự xúc phạm ghê gớm, và nó phản bội lại chính cái lời của ông ta trong cái bức tâm thư. Tất cả những cái đó làm cho anh em nghệ sĩ rất bức xúc. Và chúng tôi hiểu rằng ông ta làm này đều có dụng ý cả. Ông ta nghĩ rằng nghệ sĩ là rất nhạy cảm, đầy tự ái và bỏ đi, thế là đúng bài của ông ta rồi. Thế chúng tôi phải ngồi họp với nhau, chúng tôi động viên nhau cố bám trụ ở đây. Mà thực tế thì chúng tôi cũng chẳng trông vào cái đồng lương của ông ta, và cũng như là cái đồng lương mà theo pháp luật quy định 3-4 triệu gì đó, chúng tôi cũng bao nhiêu năm nay anh em nghệ sĩ có sống được bằng cái đồng lương ấy đâu. Cho nên chúng tôi không rời đi như là các đơn vị mà các cái tổng ty này đã nhảy vào cổ phần. Cái bài của họ y như thế, tức là sau trước cổ phần thì hứa, nhưng sau đấy là gì? Không làm 3 tháng 4 tháng. Bây giờ tôi hỏi anh em công nhân, anh em viên chức không lương là làm gì có việc làm khác, cho nên tự sẽ phải tự bỏ đi. Người thì đi bán rau, người thì đi làm công nhân chỗ khác, người đi làm bảo vệ, và đúng ý của chúng ta. Và sau đó thì cả cái miếng đất ý thuộc về tay anh ta, nhưng có lẽ chả có cổ phần hóa nào mà đẫm nước mắt đầy nỗi buồn nhục nhã như này. Tôi xin nói thế.